Mở đầu tập phim là cảnh chiến đấu giữa đại quân của Uyên Vương và Thiên Bình do Tam Nhãn Thần Tướng cầm đầu. Dưới sự hỗ trợ của các Chấn Thiên Đồng Nhân, đại quân Uyên Vương tổn thất thảm trọng, nhưng mà bọn họ lại có quân số quá đông, cùng với đó là rất nhiều các chiến sĩ tinh nhuệ. Chấn Thiên Đồng Nhân bị nhiều người vây công, dù cơ thể có rắn chắc đến đâu thì sau nhiều lần công kích cũng không chịu nổi. Lần lượt từng người khổng lồ bị đánh bại, đám người bên kia thấy vậy liền lấy lại sĩ khí rồi hô hào cùng nhau xông lên tiêu diệt hết Thiên Bình. Cuộc chiến khiến quân số hai bên tổn thất nặng nề. Tam Nhãn Thần Tướng từ đầu đến cuối đều dùng sức một mình chiến đấu với nhiều người. Tất cả đấu sĩ Atula xông lên đều không đỡ nổi một chiêu. Người kế tiếp lao đến quyết chiến với hắn chính là Uyên Vương. Thực lực của Uyên Vương cực kỳ mạnh mẽ, cô ta triệu hồi ra nhiều cái xúc tu quỷ dị để tấn công. Tam Nhãn Thần Tướng nhảy lên xúc tu lao về phía kẻ địch, vung trường thương đáp trả lại. Hai người giằng co kịch liệt. Tam Nhãn bạo phát sức mạnh đánh lui mấy cái xúc tu, rồi dùng trường thương tặng cho kẻ địch một nhát vào bụng. Trái ngược với ý nghĩ của hắn, Uyên Vương sau khi ăn trọn một chiêu này vẫn không hề hấn gì. Cơ thể cô ta giống như không bị chút tổn thương nào. Điều này cũng quá quỷ dị rồi. Cô ta bắt đầu phản công, nhiều cái xúc tu lao đến quấn chặt Tam Nhãn, ép cho hắn ngộp thở. Uyên Vương không hổ là cổ thần, thực lực quá mạnh mẽ rồi, nhưng mà Tam Nhãn cũng không phải là người dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Hắn bạo phát thần lực thoát khỏi khống chế, sau đó phản công bằng tuyệt chiêu thần kỹ, ngưng tụ ra vô số trường thương phóng về phía kẻ địch. Uyên Vương dùng xúc tu ngăn cản khiến công kích của hắn không thể chạm được vào người cô, thậm chí dư chấn vụ vai chạm còn đẩy lui hắn về sau. Đến đây thì hai bên tạm dừng lại một chút. Từ đầu đến cuối, Tam Nhãn vẫn một mực chiến đấu trong trạng thái nghiêm túc, còn Uyên Vương thì vừa đánh vừa dùng lời lẽ chọc kẹo đối thủ. Điều này làm cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Sau vài lời trò chuyện thì hai người lại lao vào nhau chiến đấu. Chưa biết đến kết quả như thế nào thì bộ phim đã chuyển cảnh. Đại quân dưới trướng La Hầu đã chiếm hoàn toàn lợi thế, rất nhiều Thiên Bình ngã xuống. Chấn Thiên Đồng Nhân cũng bị tiêu diệt, một tên quan văn tò mò nên chạy tới tiền tuyến quan sát. Cảnh tượng trước mắt làm cho gã giật mình hoảng hốt. Các Thiên Bình dù đã nằm xuống thì vẫn bị tặng thêm một nhát đâm nữa để chắc chắn. Như Lai nhanh chóng có mặt nhắc nhở, đồng thời nghĩ ra một kế sách, đó là đóng giả làm đấu sĩ Atula để xâm nhập vào đồn địch. Tên quan văn được yêu cầu phối hợp, gã ta bị Như Lai bắt trói lại rồi giao cho đám đấu sĩ. Vì để moi thông tin về thiên giới nên tính mạng của tên quan văn vẫn được đảm bảo. Tại quân doanh Atula, các đấu sĩ đang tập trung lại để thống kê chiến tích. Ai giết được nhiều thiên thần đều sẽ được ban thưởng thức ăn và binh khí. Ngược lại với điều đó, những Atula không có năng lực chiến đấu thì lại bị sỉ nhục, trở thành nô lệ cho những kẻ khác. Ngay sau đó, tiếng còi báo hiệu cũng vang lên, tất cả đấu sĩ nhanh chóng nhảy lên thú phi hành để tiến công lần nữa. Đối mặt với đại quân hùng hậu, Bảo Linh Thượng Tôn ra lệnh cho thiên binh nghênh địch. Tất cả thiên binh đồng loạt bắn tên về phía đại quân Atula, tiếc rằng màn mưa tên này lại chẳng thể làm khó được bọn chúng. Các đấu sĩ ồ ạt nhảy lên trên tường thành rồi bắt đầu tàn sát. Kể từ lúc đại chiến đến bây giờ, các thiên binh đã quá mệt mỏi. Bọn họ căn bản không thể cản được thế công liều mạng của Atula. Rất nhanh sau đó, La Hầu cũng trở lại, Bảo Linh Thượng Tôn bắt buộc phải đi ra ngoài ngăn cản. La Hầu chào hỏi bằng cách tấn công phủ đầu. Bảo Linh Thượng Tôn ngưng tụ sức mạnh vào trường thương rồi phóng về phía đại quân Atula. Sức mạnh từ chiều này quá khủng khiếp. Để giảm thiểu thương vong, La Hầu nhanh chóng cầm đao chém một kích cực kỳ mạnh phá hủy chiêu thức của Bảo Linh. Chưa để cho cô kịp phản ứng thì hắn đã lập tức lao lên tấn công. Bảo Linh Thượng Tôn nhanh chóng ngưng tụ ra vũ khí ngăn cản, phản công ngược lại. Hai bên giằng co kịch liệt, La Hầu bị chèn ép phải liên tục lùi về sau. Sau khi bị dồn vào chân tường, hắn quyết định sẽ dùng toàn lực, mở hết đấu hồn, sức mạnh tuôn ra như vũ bão. Ngưng tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ, sau đó chém ra hai luồng kinh lực khủng khiếp. Bảo Linh Thượng Tôn tạo ra một cái lá chắn nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được một lúc. Tấm khiên trên tay bị phá, lá chắn mất hiệu lực, cô cũng bị đẩy lui về sau, những người khổng lồ cũng bị đánh bại. Đấu sĩ Atula thừa thế xông lên tàn sát, điều này làm cho cô cực kỳ lo lắng. La Hầu lại cầm đao xông lên, Bảo Linh Thượng Tôn quyết định tung ra thần kỹ. Cô bạo phát sức mạnh, ánh sáng chiếu rọi lên bầu trời rồi ngưng tụ ra vô số trường thương, các trường thương khổng lồ phóng xuống bên dưới. Đối mặt với chiêu thức diện rộng mạnh mẽ này, vô số đấu sĩ Atula đã bị tiêu diệt. La Hầu cũng lao lên ngăn cản, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị trúng đòn. Ngay sau đó, Bảo Linh Thượng Tôn lại dùng năng lực của mình để hồi sinh lại các Chấn Thiên Đồng Nhân. Những người khổng lồ nhanh chóng đứng dậy rồi bắt đầu phản kích. Rất nhiều đấu sĩ Atula bị mất mạng,
thấy tình thế không ổn, La Hầu lập tức ra lệnh cho đại quân lui về sau, cho điều chỉnh lại trận hình rồi lại tổng tiến công. Nhìn thấy Atula rút quân, Như Lai cũng thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lần này coi như đã qua, nhưng mà các thiên binh đã đạt tới giới hạn chiến đấu rồi. Nếu như còn đánh nữa thì sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi. Bảo Linh Thượng Tôn vừa phải tiêu hao thần lực để trợ giúp, vừa lo đối phó với Cuồng Vương. Lấy sức một mình để chống chọi thì cũng chẳng thể cầm cự được quá lâu nữa, mà Như Lai thì đã có kế hoạch khác. Không thể can thiệp vào trận chiến, tránh cho bại lộ thân phận. Trận chiến rồi sẽ đi đâu về đâu, các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo.